Chào bạn. Bạn đang nghe audio chuyên mục cây thuốc quanh ta trên website mạng y tế vn 10 tác dụng không? Ngờ của Diệp Hạ Châu Diệp Hạ Châu còn gọi là cây chó đẻ, chó đẻ răng cưa. Tại Việt Nam, cây còn có nhiều tên địa phương khác như Cam Kiềm. Cỏ chân châu, rút đất, diệp hòa thái, diệp hạ châu được dùng làm thuốc từ 2000 năm nay. Theo Trung Quốc, cao đẳng thực vật đồ giám bản 1972. Diệp Hạ Châu có tác dụng thanh can minh mục mát gan sáng mắt. Lợi thủy, trị phù ứ nước, giải độc tiêu tích, ăn uống không tiêu, bụng đầy trướng. Dựa vào các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng như kinh nghiệm của nhiều dân tộc trên thế giới. Có thể tóm tắt một số công dụng chính của Diệp Hạ Châu như sau. một, Hỗ trợ điều trị viêm, gan. Đây là một trong những công dụng được quan tâm nhiều nhất của Diệp Hạ Châu. Năm 1982, Brexton đã gây được sự chú ý đối với toàn thế giới về tác dụng chống virus viêm gan B của cây. Thuốc này, những thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em với bệnh viêm gan truyền nhiễm bằng một chế phẩm. Có Philanthus Amarus của Ấn Độ đã cho kết quả nhiều hứa hẹn. Sau 30 ngày uống diệp hạ châu 900mg một ngày, 50% những yếu tố lây truyền trong máu của virus viêm gan B sinh kháng thể bề mặt của viêm gan B đã mất đi. Bột diệp hạ châu Philanthus niruri cho kết quả tốt với bệnh nhân viêm gan B khi uống 900 đến 2. 700mg trong 3 tháng liên tục. Nghiên cứu của Nhật Bản và Ấn Độ trong năm 1980 đã xác định những tác dụng điều trị bệnh gan của Diệp Hạ Châu là do philenthin, Hippophilathin và Triacontano. Tại Việt Nam, khá nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng điều trị viêm gan của Diệp Hạ Châu đã được tiến hành. Chẳng hạn, Nhóm nghiên cứu của Lê Võ Định Tường, Học viện quân y năm 1990 đến năm 1996, đã thành công với chế phẩm Hepemarin từ Philanthus Amarus. Nhóm nghiên cứu của Trần Danh Việt Nguyễn Thượng Dông, Viện Dược Liệu với bột Philanthin 2001. 2. Tác dụng trên hệ thống miễn dịch Vào năm 1992, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã khám phá tác dụng ức chế sự phát triển HIV-1 của cao lỏng Pilentus niruri thông qua sự kìm hãm quá trình nhân lên của virus HIV. Năm 1996, Viện Nghiên cứu Dược học Risto cũng đã chiết xuất từ diệp hạ châu được một hoạt chất. Có tác dụng này và đặt tên là nurusai. 3. Tác dụng giải độc. Người Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc dùng diệp hạ châu để trị các chứng mụn nhọt lở loét đinh dâu, rán cắn, run. Nhân dân Java, Ấn Độ dùng để chữa bệnh lậu. Theo kinh nghiệm dân gian Malaysia, diệp hạ châu có thể dùng để trị các chứng viêm da, viêm đường tiết niệu, giang mai, viêm âm đạo. Công trình nghiên cứu tại Viện Dược liệu Việt Nam năm 1987 đến năm 2000 cho thấy khi dùng liều 10, 50g trên kg, diệp hạ châu có tác dụng chống viêm cấp trên chuột thí nghiệm. 4. Hỗ trợ điều trị các bệnh đường tiêu hóa. Cây thuốc có khả năng kích thích ăn ngon, kích thích trung tiện Người Ấn Độ dùng để chữa các bệnh viêm gan, vàng da, kiết lỵ, táo bón, thương hàn, viêm đại tràng. Nhân dân vùng Haiti, Java dùng cây thuốc này trị chứng đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Chấm, 5. Tác dụng đối với bệnh đường hô hấp. Người Ấn Độ sử dụng diệp hạ châu để trị ho, viêm phế quản, hen phế quản, lao. Chấm, chấm, 6. Tác dụng giảm đau. Kenneth John và các nhà nghiên cứu Brazil đã khám phá tác dụng giảm đau mạnh và bền vững của một vài loại Philanthus trong đó có cây diệp hạ châu Philanthus niruri. Tác dụng giảm đau của diệp hạ châu mạnh hơn Indomethacin gấp 4 lần và mạnh hơn 3 lần so với Morphine. Tác dụng này được chứng minh là do sự hiện diện của axit gallic, ester ethyl và hỗn hợp steroid, beta sitosterol và stigmasterone có trong diệp hạ châu bảy tác dụng lợi tiểu. Y học cổ truyền một số nước đã sử dụng diệp hạ châu làm thuốc lợi tiểu, trị phù, thủng. Ở Việt Nam, diệp hạ châu được dùng sớm nhất tại Viện Đông Y Hà Nội 1967 trong điều trị sơ gan cổ trướng. 8. Hỗ trợ điều trị chữa sỏi mật, sỏi thận. Một số bộ tộc, thổ dân ở Nam Mỹ sử dụng DHC chữa sỏi mật và sỏi thận. Những vị Pháp sư đã sử dụng khả năng đặc biệt của DHC trong tác dụng làm tiêu sỏi trong các trứng sạn mật, sạn thận nên đã đặt tên là cây tán sỏi. Trong x Doctor S. Apprentice, một quyển sách được xuất bản từ 1961, viết về những bí thuật chữa bệnh của những vị pháp sư người da đỏ ở vùng rừng già Amazon một nghiên. Cứu của trường Đại học Dược Santa Catarina Brazil 1984 đã phát hiện một alkaloid của Diệp Hạ Châu. Phi lần thô sai có tác dụng chống co thắt cơ vân và cơ trơn các nhà khoa học đã nhờ vào điều này để giải thích hiệu quả điều trị sỏi thận, sỏi mật của cây thuốc. 9. Tốt cho bệnh tiểu đường Tác dụng giảm đường huyết của Diệp Hạ Châu, Philanthus Niruri đã được kết luận vào năm 1995. Đường huyết đã giảm một cách đáng kể trên những bệnh nhân tiểu đường khi cho uống thuốc này trong 10 ngày. Nhận thức được tác dụng đặc biệt tốt của Diệp Hạ Châu, công ty Vĩnh Tiến đã tiến hành nghiên cứu quy hoạch vùng nguyên liệu để làm ra các túi trà diệp hạ. Châu rất tiện sử dụng từ đó mang thảo dược quý này đến gần hơn với mọi người. Sản phẩm trà diệp hạ châu của Vĩnh Tiến được bán trên thị trường hơn 10 năm. Hiện có mặt tại hầu hết các siêu thị và đại lý lớn khắp cả nước. Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến có đăng ký chất lượng và công dụng với Bộ Y tế là sản phẩm có thể tin. Dùng hàng ngày nhận xét của một số khách hàng đã sử dụng Diệp Hạ Châu của công ty Vĩnh Tiến. Anh Nguyễn Văn Hát, Hà Nội cho hay, tôi bị viêm, gan siêu virus B và thường xuyên sử dụng trà Diệp Hạ Châu của công ty Vĩnh Tiến. Trà Diệp Hạ Châu Vĩnh Tiến có vị đắng và ngọt nhẹ uống quen rất thích. Sau khi chữa khỏi viêm, gan, theo bác sĩ tôi nên uống trà Diệp Hạ Châu hàng ngày để tránh bệnh tái. Phát, nay đã 5 năm tôi không bị tái phát bệnh thấy sức khỏe tốt. Còn chị Hoàng Minh Tê. Hồ Chí Minh. Do làm việc văn phòng ít vận động và lười uống nước nên khi khám sức khỏe định kỳ chị có siêu âm. Bác sĩ cho biết chị bị sỏi thận viên nhỏ. Về nhà đọc thông tin trên mạng thấy nói Diệp Hạ Châu có tác dụng tán sỏi thận, sỏi mật, mát gan và giải độc. Chị đã mua bột Diệp Hạ Châu về uống. Sau 3 tháng đi siêu âm lại thì không thấy còn sỏi. Sau đó chị thường xuyên mua trà Diệp Hạ Châu Vĩnh Tiến để uống hàng ngày phòng bệnh anh nguyễn đình tê hà nội làm văn phòng cho hay do hay ăn hàng quá cân và uống trà đá vỉa hè nên tôi biết tôi là nhóm người nguy cơ cao lây nhiễm viêm gan tôi biết công cụ của diệp hạ châu phòng chống viêm gan giảm mỡ máu nên thường xuyên mua trà diệp hạ châu uống loại trà tôi hay dùng là trà túi lọc diệp hạ châu của vĩnh tiến trà có vị hơi đắng chát nhẹ thơm rất đặc trưng của diệp hạ châu uống quen nên thích hơn uống trà xanh hay nước vối khi dùng trà điệp hạ châu vĩnh tiến thường xuyên tôi thấy tiêu hóa tốt người khỏe mạnh không bị mẩn ngứa bao giờ khi đi kiểm tra thấy mỡ máu ở mức bình thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trà diệp hạ châu vĩnh tiến đã có mặt trong các siêu thị và địa lý lớn trên toàn quốc như Vinmart, Big C, Hapro hay Vmart Khách hàng mua trực tiếp từ công ty qua website vinchietea.com. VN của công ty hoặc điện thoại 0917729916 để được tư vấn mua hàng. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích, chúc bạn luôn mạnh khỏe.